Xin chào quý anh chị đã đến với kênh chúng tôi. Chúc quý anh chị và các bạn có một buổi nghe truyện thật hay và vui vẻ. Nhớ like và nhấn nút đăng ký giúp kênh mình với nhé. Cảm ơn mọi người nhiều. Giám đốc Lý biết rất rõ ràng loại thuốc này thường phải mất 15 phút mới có tác dụng, vì vậy ông ta chậm rãi đưa hợp đồng đã ký xong trả lại cho Lý Nhược Tuyết ánh mắt nhìn về phía hai người Đường Du Nhiên và Lý Nhược Tuyết nói: "Cô Đường, cô Lý, nào, ăn nhiều đồ ăn một chút, đồ ăn ở quân di thực sự không tồi, công việc đã xong, nhưng chúng ta vẫn chưa ăn cơm đâu." Một lời này của giám đốc Lý khiến Đường Du Nhiên đang định mượn cớ rời đi lập tức nuốt lời nói đã đến miệng xuống. Nói chung cũng không thể vừa đạt được kết quả đã bỏ chạy lấy người như vậy. Đường Du Nhiên đành phải đè nén sự khó chịu trong lòng xuống, cầm đũa lên gấp thức ăn ăn. Giám đốc Lý là một người nói nhiều, vừa ăn vừa không quên chủ động tìm đề tài nói chuyện cùng Đường Du Nhiên. Cuộc nói chuyện này nháy mắt đã kéo dài tới 15 phút. Giám đốc Lý nhìn Đường Du Nhiên đối diện, khuôn mặt vốn trắng nõn bây giờ đã trở nên đỏ ửng, ánh mắt vốn tỉnh táo cũng dần dần mơ màng, âm thầm nở nụ cười đắc ý, liếc mắt nhìn thời gian trên đồng hồ, quả nhiên đã qua 15 phút, xem ra thuốc đã bắt đầu phát huy tác dụng ngay cả giám đốc lý còn nhìn ra được những thay đổi của đường du nhiên bản thân đường du nhiên cũng nhận thức rõ ràng những biến đổi trong cơ thể của chính mình cô cũng không biết bản thân mình bị làm sao nữa trong lúc nói chuyện cả cơ thể bỗng đột nhiên nóng dần lên giống như bản thân đang ở trong bếp lò vậy khó chịu đến mức cô chỉ muốn cởi hết quần áo nhảy vào nước lạnh để ngâm mình miệng đắng lưỡi khô trong lòng ngứa ngáy khó chịu như là có lông chim gãi vào vậy cả người trong đầu đều trống rỗng thân thể cũng càng ngày càng mềm nhũng sức lực dần dần bị rút cạn từng chút một ngay cả hô hấp cũng dần trở nên dồn dập đường du nhiên âm thầm cắn răng ra sức dùng tay véo mạnh lên đùi của mình một cái cơn đau nhói miễn cưỡng giúp cho đại não của đường du nhiên tỉnh táo lại một chút đường du nhiên biết bản thân mình đã bị bỏ thuốc rồi trong lòng lột bột một tiếng không cần nhìn cũng có thể cảm nhận được ánh mắt không kiên nể gì đang dính chặt lên người cô của giám đốc Lý. Chết tiệt! Đường Du Nhiên có chút sợ hãi cắn khóe môi, cô rõ ràng đã rất cẩn thận rồi. Trụ cô chưa uống một giọt, chỉ ăn một chút đồ ăn mà thôi. Hơn nữa cô thấy Lý Nhược Tuyết ăn những món ăn đó không sao hết nên cô mới ăn. Nhưng Lý Nhược Tuyết không bị làm sao cả. Còn cô tại sao lại xuất hiện phản ứng như vậy? trong tích tắc một tia sáng lóe lên trong đầu cô đừng du nhiên lập tức nghĩ tới ba ly trà kia nhất định là trà đã bị người khác động tay động chân chẳng trách lúc đó giám đốc lý đột nhiên trở nên dễ nói chuyện như vậy bảo cô uống ba ly trà rồi sẽ ký tên đừng du nhiên lại véo mạnh lên đùi mình một lần nữa khiến bản thân tỉnh táo thêm vài phần cũng lấy lại được một chút sức lực đừng du nhiên cố gắng hết sức duy trì bộ dáng bình thường của chính mình chống tay lên bàn đột ngột đứng lên lập tức hướng về phía giám đốc lý ở đối diện nói giám đốc lý thật ngại quá trong công ty còn có chuyện khác xin lỗi tôi không thể tiếp chuyện ngài được hôm nào rảnh tôi sẽ mời giám đốc lý ăn một bữa coi như bồi thường nói xong không đợi giám đốc lý trả lời đường du nhiên lạnh mặt xoay người bước nhanh về phía cửa phòng định rời đi chỉ là khi đường du nhiên còn chưa đi đến cửa phòng giám đốc lý đã lập tức đuổi theo đột nhiên vương tay ôm lấy vòng eo thon thả của đường du nhiên không chút khách khí, ôm cả người đường du nhiên vào trong ngực mình. Ông ta hưng phấn nhìn chầm chầm khuôn mặt nhỏ nhắn xinh đẹp ửng đỏ của đường du nhiên. Hơi thở gấp gáp thêm vài phần, cô đường, cô bệnh rồi, đi đường cũng nghiêng ngã như sắp ngã, cô như vậy làm sao tôi có thể yên tâm để cô về một mình được. Hay là như vậy đi, đúng lúc tôi vừa thuê một căn phòng ở trên tầng, để tôi đưa cô đến đó nghỉ ngơi một chút nhé. Tác dụng của thuốc càng trở nên mãnh liệt, cả người đường du nhiên nóng bừng khó chịu không thôi, cơ thể mềm nhũng đến một chút sức lực giải dụa cũng không có, trong đầu trống rỗng, ngay cả lớn tiếng gọi cũng không được, cô khó chịu thở gấp, chỉ có thể phát ra âm thanh yếu ớt như tiếng mũi kêu trong cổ họng, buông tôi ra. Ông! Buông tôi ra! Cút đi! Đừng đụng vào tôi! Giám đốc Lý Hưng phấn ôm nửa người đường du nhiên đi về phía cửa phòng, mắt thấy chính mình sắp bị mang đi đường du nhiên tuyệt vọng chỉ có thể nhìn về phía lý nhược tuyết vẫn đang ngồi tại chỗ trong phòng gian nan thở gấp nói lý nhược tuyết cứu tôi cứu tôi với không ngờ lý nhược tuyết đến nhìn cũng không thèm quay đầu lại liếc nhìn cô một cái như thể cô ta không nghe thấy gì đường du nhiên bị giám đốc lý đưa tới căn phòng trong khách sạn đã được mở sẵn từ lâu vừa bước vào phòng giám đốc lý lập tức đóng cửa lại nóng lòng ông đường du nhiên đi về phía giường lớn ngay khi đường du nhiên bị ném lên giường thân hình mập mạp của giám đốc lý liền không nhịn nổi mà đè lên cô đường cô thật quá xinh đẹp quả thực chính là báu vật hôm nay tôi có thể ngủ với cô cũng là kiếm lời rồi đôi mắt ti hí dung tục của giám đốc lý lộ ra vẻ si mê nhìn chằm chằm vào đường du nhiên dưới thân mình bàn tay mập mạp tùy ý sờ soạn cơ thể với đường công hoàng mỹ của đường du nhiên qua lớp váy Cô Đường, được ngủ cùng với một báu vật như cô một lần, cho dù tôi có chết cũng đáng. Vừa nói giám đốc Lý vừa thở hổn hển, Vội vàng cởi thắt lưng của mình. Đường Du Nhiên bị dọa sợ, nỗi sợ hãi tràn ngập trong lòng. Cảm nhận được bàn tay ghê tởm của giám đốc Lý đang sờ mó trên cơ thể mình, đường Du Nhiên kinh tởm đến buồn nôn. Cô muốn giải dụa, nhưng đến cả sức lực để nhấc tay lên cũng không có chưa kể lúc này hai tay của cô đều bị giám đốc lý giữ chặt đường du nhiên chỉ có thể cố hết sức cắn đầu lưỡi của chính mình dùng cảm giác đau đớn khiến cho đầu óc tỉnh táo hơn một chút giám đốc lý đã nhanh chóng cởi hết quần áo đến không còn một mảnh vải ông ta vội vàng đưa tay cầm lấy váy trên người đường du nhiên không được cô phải tự cứu lấy mình tuyệt đối không thể nằm chờ chết như vậy đôi mắt đường du nhiên trầm xuống lại ra sức cắn mạnh xuống đầu lưỡi mình một lần nữa cắn cho đến khi nếm được mùi máu tươi mới chịu dừng lại. Đầu óc đường du nhiên tỉnh táo thêm một chút, nhìn tên giám đốc Lý Thô Tục đang đè trên người mình, bỏ xuống ghê tởm trong lòng, cố nặng ra một nụ cười xinh đẹp với giám đốc Lý. Đường du nhiên vốn đã rất xinh đẹp, bởi vì tác dụng của thuốc, khiến cho mỗi đường nét trên khuôn mặt đường du nhiên đều mang theo vẻ phong tình, lúc này đường du nhiên lại cười như vậy nhìn càng thêm quyến rũ. Giám đốc Lý sửng sốt trong giây lát, cả người càng trở nên hưng phấn. Ông ta ôm lấy đường du nhiên, cảm thán nói, đường du nhiên, cô thật đẹp, cô thật sự quá đẹp. Cô ngoan ngoãn một chút, phối hợp với tôi, tôi sẽ khiến cô su sứa. Đường du nhiên dùng chút sức lực cuối cùng, miễn cưỡng giơ tay đặt lên ngực giám đốc lý, hơi nhíu mày khó khăn nói, giám đốc lý, tôi có thói quen sạch sẽ, hay là trước tiên ngài chịu khó nhịn một chút để đi tắm được không? Tôi sẽ nằm ở đây chờ ngài sẽ không đi đâu hết." Giám đốc Lý vừa nghe những lời này của Đường Du Nhiên thì lập tức cau mày. Đã đến lúc này rồi giám đốc Lý nào còn tâm trạng muốn đi tắm. Đường Du Nhiên thấy giám đốc Lý không có động tĩnh gì, lại tiếp tục mỉm cười với ông ta, vừa thở gấp vừa làm nũng nói, "Giám đốc Lý, ngài đi tắm đi, nhanh lên, xong sớm làm sớm, tôi sẽ nằm đây chờ ngài." Lúc này Đường Du Nhiên làm nũng như vậy, quả thực là muốn mạng của người khác không một người đàn ông nào có thể chống cự nổi giọng nói quyến rũ kia khiến cho đến cả xương cốt của giám đốc lý cũng muốn mềm nhũng giám đốc lý hận không thể ngay lập tức làm đường du nhiên nhưng lại muốn lưu lại một ấn tượng tốt trong lòng đường du nhiên dù sao cũng là một báu vật nếu chỉ có thể ngủ một lần thì cũng quá đáng tiếc giám đốc lý trong lòng hơi do dự một chút lại nghĩ bây giờ đường du nhiên cũng đã như vậy rồi tác dụng của thuốc nhìn qua khá mạnh Đường Du Nhiên đến giường cũng khó mà xuống được, cho nên căn bản không cần phải lo lắng cô sẽ chạy mất. Nếu đã không chạy được, vậy thì hiện tại cũng không cần phải vội, trước tiên cứ chiều theo ý Đường Du Nhiên một chút, nếu chọc cho Đường Du Nhiên không vui thì lần sau ông ta có muốn cũng không được nữa. Nghĩ vậy, giám đốc Lý nhếch miệng nở nụ cười dung tục với Đường Du Nhiên. Lưu Luyến đứng dậy, nhìn Đường Du Nhiên nói, "Được được được, tôi đều nghe theo người đẹp." Cô Đường cô phải ngoan ngoãn chờ tôi đó, bây giờ tôi sẽ đi tắm rửa, tắm xong sẽ ra ngay, lúc đó nhất định sẽ làm cô su sứa. Nói xong cơ thể tờ ồ của giám đốc Lý vội vàng đi về phía phòng tắm. Nhìn thấy cửa phòng tắm đóng lại, đường du nhiên nhíu chặt mày, cắn răng dùng sức ngồi dậy, nhặt cái túi bị rơi ở mép giường lên, nhanh chóng lấy điện thoại di động ra. Vào thời khắc nguy cấp như vậy, người đầu tiên đường du nhiên nghĩ đến chính là thời Ngọc Thao, cô lập tức bấm số của Ngọc Thao không chút do dự. Cũng may thời Ngọc Thao không làm cho Đường Du Nhiên phải thất vọng, điện thoại kêu vài tiếng đã kết nối được. Không chờ thời Ngọc Thao kịp lên tiếng, Đường Du Nhiên vội vàng khó khăn mở miệng nói, "Thời Ngọc Thao, mau đến phòng 1018 khách sạn Quân Di." Đầu bên kia điện thoại, thời Ngọc Thao thật vất vả mới đợi được Đường Du Nhiên chủ động gọi đến, lại nghe được giọng nói vô cùng không thích hợp của Đường Du Nhiên trong điện thoại tươi cười trên mặt lập tức cứng đờ đôi mắt tối sầm lại lập tức nói chờ tôi lập tức đến ngay thời ngọc thao anh phải nhanh lên khi nói chuyện với thời ngọc thao trong giọng nói của đường du nhiên không khỏi lộ ra vẻ sợ hãi đây là lần đầu tiên cô lâm vào tình cảnh như vậy từ nhỏ đến lớn cô vẫn luôn được nâng niu trong lòng bàn tay được chiều chuộng mà lớn lên trước nay chưa từng sợ hãi như vậy trong lúc đường du nhiên gọi điện thoại ánh mắt vẫn luôn cẩn thận chú ý đến động tĩnh trong phòng tắm, lúc này không còn nghe thấy tiếng nước chảy nữa thì đoán được giám đốc Lý nhất định đã tắm xong rồi, cô lập tức cho điện thoại di động vào trong túi rồi ném xuống mặt đất. Đường Du Nhiên vừa mới nằm xuống, quả nhiên đã nhìn thấy giám đốc Lý nửa thân trên cởi trần. Nửa thân dưới không mặc gì, chỉ cuốn một chiếc khăn tắm, vội vàng bước nhanh về phía đường Du Nhiên. Hai cánh tay cứng rắn đem đường Du Nhiên ôm vào trong lồng ngực, giám đốc Lý hưng phấn đến nỗi toàn thân thịt mở rung lên vì phấn khích, ánh mắt si mê nhìn chầm chầm vào cơ thể đường du nhiên, vội nói, cô đường, hiện tại tôi đã tắm rửa sạch sẽ rồi, chúng ta bắt đầu thôi. Cô không cần phải căng thẳng, tôi sẽ thật nhẹ nhàng mà yêu thương cô, đảm bảo làm cho cô su sứa. Nói xong, giám đốc Lý lại đè đường du nhiên dưới thân một lần nữa. Đường du nhiên cắn chặt đầu lưỡi để giữ cho bản thân mình tỉnh táo. Cả người lấy hết sức lực đột nhiên dãy dụa, tay chân hết cào lại đá lên người giám đốc lý đang đè ở phía trên mình. Buông tôi ra, đừng chạm vào tôi, cút ra cho tôi. Đường Du Nhiên dãy dụa dữ dội như vậy, cơ thể mập mạp của giám đốc lý không thể linh hoạt được, nên bị trúng vài cú đá của Đường Du Nhiên, còn suýt nữa bị đá trúng vào chỗ hiểm. Sắc mặt của giám đốc lý đột nhiên tối sầm lại, ông ta nhíu chặt mày, giơ tay hung ác tác một cái lên mặt Đường Du Nhiên chắc một tiếng, trên da thịt trắng nõn ở má trái đường du nhiên lập tức hiện lên dấu tay năm ngón đỏ bừng. Giám đốc Lý hung tợn nhìn chầm chầm vào đường du nhiên, cảnh cáo, đường du nhiên, cô đừng có ở chỗ này của tôi giả vờ thuần khiết trong trắng. Tôi đã ký vào hợp đồng của công ty các cô, thì cô phải trả giá cho điều đó. Nếu cô ngoan ngoãn phối hợp với tôi, hầu hạ tôi thật tốt, một khi tôi vui vẻ, chỗ tốt đương nhiên sẽ không thiếu phần của cô. Nếu cô còn tiếp tục như vậy, tôi cũng không ngại dùng sức mạnh mà cưỡng ép, đến lúc đó xem xem ai là người chịu thiệt." Đường Du Nhiên lạnh lùng nhìn chằm chằm giám đốc Lý, cố gắng giữ tỉnh táo, môi run run nói, "Ông làm vậy là cửa ếp bờ. À? Là phạm pháp. Tôi sẽ tố cáo ông." Giám đốc Lý nghe những lời này của Đường Du Nhiên thì cười rộ lên. "Cửa bờ. À? Vậy cô tố cáo đi, tôi cũng chẳng có gì phải sợ." là chính cô cam tâm tình nguyện uống rượu ăn cơm cùng tôi, ăn xong cũng chính cô là người nhất định kéo tôi tới căn phòng này, tôi không hề cưỡng ép cô làm gì. Nói xong, vẻ mặt giám đốc Lý đầy âm hiểm nhìn chầm chầm đường du nhiên, chỉ bằng cô, một người dân thường không có lai lịch bối cảnh gì mà cũng đòi kiện tôi. Cũng không tự lượng sức mình xem được mấy cân mấy lạng. Ngoan ngoãn mở chân ra, hầu hạ tôi cho thật tốt. Tôi sẽ không trách tội cô, nếu không tôi sẽ khiến cho cô không thể tiếp tục làm việc ở Diệu Thành này nữa. Giám đốc Lý Kiêu Căng như vậy cũng không phải là không có nguyên nhân, ông ta có một người chú là cục trưởng ở Diệu Thành, ngày thường rất chiếu cố ông ta. Trước kia giám đốc Lý cũng đã từng cửa ép vào một nữ sinh đại học, nữ sinh đại học kia cũng kêu gào đòi vạch trần và tố cáo giám đốc Lý, về sau chuyện này cuối cùng cũng bị chú của ông ta đè ép xuống, dùng tiền để giải quyết một cách dễ dàng, cho nên hiện tại giám đốc Lý không sợ một chút nào. Nói xong cơ thể mập mạp của giám đốc Lý lại tiếp tục đè lên người đường du nhiên. Thấy đường du nhiên vẫn dãy dụa kịch liệt, ông ta dứt khoát nhặt thắt lưng ở trên mặt đất lên trói hai tay đường du nhiên vào đầu giường. Như vậy cho dù đường du nhiên có sức lực hơn nữa cũng không thể dãy dụa được. Đường du nhiên sợ hãi mở to hai mắt, lắc đầu nhìn giám đốc Lý đang càng ngày càng đến gần mình. Giám đốc Lý nở nụ cười bị ổi, Ông ta vươn tay vén chiếc váy trên người đường du nhiên lên, bàn tay mập mạp sợ loạn khắp nơi. Đường du nhiên bị dọa cả người đều run lẩy bẩy, ghê tẩm đến buồn nôn, đôi mắt vì sợ hãi mà đỏ lên, đường du nhiên kiên quyết cắn chặt môi mới không để mình bật khóc. Giờ khắc này, đường du nhiên thật sự hy vọng thời Ngọc Thao đột nhiên xuất hiện. Thời Ngọc Thao, anh đang ở đâu, mau đến cứu tôi đi. Cầu xin anh, anh mau xuất hiện đi. Bên kia, lý nhược tuyết một mình bắt taxi về công ty dọc đường có chút bất an trong đầu toàn hiện lên hình ảnh giám đốc lý ôm đường du nhiên rời đi đường du nhiên hôm nay sợ là khó thoát được một kiếp cô ta cũng không có cách nào nếu đường du nhiên không gặp họa thì người gặp họa sẽ chính là cô ta con người đều ích kỷ như vậy lý nhược tuyết gạt đi những suy nghĩ miên man trong lòng vừa mới trở lại bộ phận tài vụ liền bị bạch tiên nhi gọi vào trong văn phòng bạch tiên nhi nhìn thấy lý nhược tuyết liền vội vàng hỏi sao rồi chuyện tôi bảo cô đi làm đã làm xong chưa tối hôm đó khâu thiếu trạch không có trở về khách sạn bị bạch tiên nhi cuốn lấy không thể rời khỏi bệnh viện mọi việc đã xong xuôi giám đốc lý cũng ký hợp đồng rồi nói xong lý nhược tuyết vội vàng đưa bản hợp đồng cho vay đã có chữ ký đến trước mặt bạch tiên nhi sợ bạch tiên nhi không tin cô ta lại vội vàng nói cụ thể tôi đã tìm cơ hội đổ túi thuốc bột màu trắng đó vào ly trà của đường du nhiên, chỉ mất khoảng 15 phút để thuốc phát huy tác dụng. Sau đó giám đốc Lý đã đưa đường du nhiên lên phòng khách sạn. Nghe vậy, hai mắt bạch tiên nhi sáng lên, trên mặt lập tức lộ ra nụ cười hài lòng, không khỏi vui mừng vỗ tay. Sau đó cô ta gật đầu với Lý Nhược Tuyết và nói liên hồi, ừm, tốt lắm, lần này cô làm rất tốt. Cô yên tâm, lát nữa tôi sẽ nhờ bạn học ở mỹ mua thuốc đặc trị cho mẹ cô gửi về nước tác dụng của thuốc đó rất mạnh ngay cả những người phụ nữ mạnh mẽ còn trinh uống vào cũng không thể chịu được lý nhược tuyết nghe bạch tiên nhi hài lòng cũng coi như tảng đá lớn trong lòng cô ta được vứt bỏ trên mặt cũng hiện lên nụ cười vui vẻ như trút hết được gánh nặng trong lòng cảm ơn quản lý bạch bạch tiên nhi nhìn lý nhược tuyết đôi mắt đột nhiên tối sầm lại cô ta đổi giọng điệu và nhìn chầm chầm vào Lý Nhược Tuyết, sau đó đột nhiên nói, Lý Nhược Tuyết, nếu có người khác hỏi cô về việc đã xảy ra hôm nay, cô biết phải trả lời thế nào rồi chứ? Lý Nhược Tuyết nghe vậy thì sững sờ, có chút bối rối nhìn Bạch Tiên Nhi. Bạch Tiên Nhi hạ giọng nói tiếp, cô hãy nhớ, nếu người khác hỏi về chuyện này, cô chỉ cần nói đường du nhiên vì để lấy được chữ ký xác nhận cho vay nên đã nguyện hiến thân cho giám đốc Lý đó nếu cô muốn tiếp tục ở lại công ty thì cô tuyệt đối không được nói chuyện thuốc bột với bất cứ ai nếu không cô không những không được ở lại công ty mà còn có thể phải ngồi tù cô hiểu chưa lý nhược tuyết nghe vậy thì sửng sốt cô ta bị dọa đến mức trên trán toát đầy mồ hôi lạnh cô ta vội vàng nhìn bạch tiên nhi và nói quản lý bạch tôi hiểu tôi nhớ hết rồi lúc này bạch tiên nhi mới hài lòng gật đầu thấy Lý Nhược Tuyết vô dụng chỉ dọa một tí đã toát mồ hôi lạnh như vậy, cô ta cau mày nói, đừng tự dọa bản thân thế chứ, chỉ cần cô làm theo lời tôi, cô sẽ không sao. Nói xong, Bạch Tiên Nhi vội vàng xông đến khoát tay Lý Nhược Tuyết, được rồi, giờ không có chuyện gì đâu. Cô trở về làm việc đi. Ngay khi Lý Nhược Tuyết rời đi, nụ cười trên mặt Bạch Tiên Nhi đột nhiên thâm sâu hơn, trong lòng cô ta cực kỳ đắc ý, nếu không phải bây giờ còn đang ở công ty thì chắc bạch tiên nhi đã vui vẻ cười ra tiếng rồi từ tận đáy lòng cô ta không thể ngừng nghĩ về điều đó một cách đắc ý giám đốc lý háo sắc hơn cả ác quỷ khi ông ta thấy một người phụ nữ xinh đẹp như đường du nhiên như vậy có lẽ đã sớm không chịu nổi không ngờ đường du nhiên lại có một ngày như vậy bị một người ghê tởm như giám đốc lý cướp đi đêm đầu tiên như vậy chắc chắn là một cơn ác mộng chẳng phải ngày thường đường du nhiên rất kiêu ngạo sao lần này lại bị một người kinh tởm như giám đốc lý đè lên người nói không chừng cô sẽ tự sát tự sát lại càng tốt nếu đường du nhiên tự sát thì kế hoạch của cô ta chẳng khác nào một mũi tên trúng bốn con nhạn nói đến đây cô ta nóng lòng muốn nhìn thấy bộ dạng chật vật của đường du nhiên khi nằm dưới người giám đốc lý nghĩ vậy bạch tiên nhi cong khóe môi trang điểm tinh xảo đứng dậy cầm túi bước lên lầu đến văn phòng tổng giám đốc Bây giờ bước đầu tiên của kế hoạch đã thành công, đã đến lúc tiến hành bước thứ hai. Bạch Tiên Nhi gõ cửa văn phòng tổng giám đốc và đi thẳng vào. Khâu Thiểu Trạch thấy Bạch Tiên Nhi đi vào thì khẽ cau mày, anh đặt tài liệu trên tay xuống, nhìn Bạch Tiên Nhi nói, sao em lại tới đây? Bạch Tiên Nhi ra vẻ sốt ruột lo lắng nhìn Khâu Thiểu Trạch và nói, Thiểu Trạch, không ổn rồi, không phải anh nhờ em liên hệ với giám đốc lý của ngân hàng tư nhân đã cho công ty chúng ta vay một năm trước sao? em đã liên lạc giám đốc lý đó rất khó xử lý ông ta yêu cầu em in và ký tên trước khi đưa hợp đồng tín dụng cho ông ta đóng dấu nhưng khi chuẩn bị đưa đi thì em lại vướng vào chuyện khác không có thời gian để đưa vì vậy em đành nhờ lý nhược tuyết từ bộ phận của chúng ta đưa đi mà lý nhược tuyết đó lại nhát gan cô ấy không dám đi một mình mà phòng ban của cô ấy đều có việc nên em đã kêu cô ấy đến nhờ người của các phòng ban khác nhưng ại ngờ cô ấy lại hỏi vương ngọc nhờ đường du nhiên bây giờ lý nhược tuyết đã quay lại với hợp đồng cho vay có chữ ký nhưng đường du nhiên không quay về cùng cô ấy em hỏi cô ấy chuyện gì đang xảy ra và lý nhược tuyết nói rằng vì muốn để giám đốc lý ký vào hợp đồng cho vay nên đường du nhiên đã đồng ý quy tắc ngầm với ông ta với một vài từ nhẹ nhàng và bay bổng bạch tiên nhi đã đẩy hết tội lỗi lên đầu lý nhược tuyết một cách tỉnh bơ ngay khi bạch tiên nhi vừa nói xong khuôn mặt khâu thiểu trạch tối sầm đến đáng sợ anh đứng bật dậy và vỗ một cái mạnh lên bàn xen vào đó là âm thanh tức giận anh hét to vào mặt bạch tiên nhi không thể nào bạch tiên nhi đừng ở đây nói nhảm nữa du nhiên không phải loại người như vậy vì con khốn đường du nhiên đó mà khiến bạch tiên nhi bị khâu thiểu trạch mắng trong lòng cô ta vô cùng không vui sắc mặt cũng trở nên lạnh lùng thiểu trạch biết người biết mặt không biết lòng không có chuyện gì là không thể, chính Lý Nhược Tuyết đã tận mắt nhìn thấy Đường Du Nhiên và giám đốc Lý đó vào phòng khách sạn, chẳng lẽ còn có thể là giả. Đã lâu như vậy rồi, chỉ e bây giờ cả hai đều đã gạo nấu thành cơm. Bạch Tiên Nhi vừa dứt lời, Khâu Thiểu Trạch đã túm lấy cổ áo Bạch Tiên Nhi, mặt Khâu Thiểu Trạch tối sầm, giọng nói lạnh lùng đến đáng sợ, "Đường Du Nhiên ở khách sạn nào? Mau dẫn anh đến đó ngay lập tức." bạch tiên nhi cũng đang đợi câu nói này của khâu thiểu trạch sau đó cô ta và khâu thiểu trạch lập tức rời công ty và lái xe thẳng đến khách sạn quân di trên đường đi trong đầu bạch tiên nhi đã nghĩ không biết bao nhiêu lần đợi đến lúc cô ta và khâu thiểu trạch phá cửa vào nhìn thấy dáng vẻ đường du nhiên khỏa thân và đang bị làm nhục bởi giám đốc lý ghê tởm đó thật đúng là khiến người ta vô cùng mong đợi một lần nữa bạch tiên nhi lại đắc chí tự bởi kế hoạch hoàn hảo của mình kế hoạch này quả là một công ba việc đầu tiên là đưa một người đẹp cho giám đốc lý háo sắc kia và đương nhiên ông ta sẽ sẵn lòng ký vào hợp đồng cho vay thứ hai là nhân đó trả thù đường du nhiên vừa nghĩ tới việc đường du nhiên bị người ta làm nhục như vậy khiến bạch tiên nhi chỉ cần nghĩ tới đã thấy vui thứ ba là để khâu thiểu trạch tận mắt nhìn thấy dáng vẻ đường du nhiên ngủ với người khác thấy cảnh như vậy liệu khâu thiểu trạch có còn muốn đường du nhiên nói không chừng sau này chỉ nhìn thoáng qua Đường Du Nhiên cũng khiến anh cảm thấy buồn nôn. Và hơn nữa là liệu có còn muốn sinh con với Đường Du Nhiên. Đến lúc Đo Khâu Thiểu Trạch sẽ là người của một mình Bạch Tiên Nhi. Nghĩ đến khiên Bạch Tiên Nhi lái xe nhanh hơn. Rất nhanh sau đó, xe đã dừng lại trước cổng khách sạn Quân Di. Xe còn chưa dừng lại, Khâu Thiểu Trạch đã nhanh chóng mở cửa bước xuống xe với vẻ mặt âm trầm. Bạch Tiên Nhi đành phải nhanh chóng đổ xe sau đó rút chìa khóa xe ra và vội vàng chạy theo sau. Hai người đi thang máy lên thẳng tầng 10, khâu thiểu trạch sải bước, Bạch Tiên Nhi chỉ có thể chạy theo sau. Hai người một trước một sai đến cửa phòng 1018. Khâu thiểu trạch đá về phía cửa mà không chút do dự. Lực mạnh đến nỗi khiến cửa phòng bị đá văng ra. Cửa phòng vừa được mở ra, cảnh tượng trong phòng quán bar đã phơi bày trước mắt khâu thiếu trạch và bạch tiên nhi quần áo nam nữ rơi vương vải khắp nơi trên sàn nhà ga giường cũng lộn xộn và trên chiếc giường lớn quản lý lý toàn thân đều là mở với chiếc bụng bia đang thở hổn hển đè lên làn da trắng như tuyết của đường du nhiên vận động trước sau đường du nhiên không một mảnh vải che thân cơ thể của cô thực sự rất đẹp đang hướng lưng về phía cửa phòng âm thanh phát ra có vẻ như đường du nhiên đang rất hưởng thụ ước chừng hai người sắp đạt đến trao trào cửa phòng bị đá mở gây động tỉnh lớn như vậy giám đốc Lý cũng không thèm quay đầu mà tiếp tục khai thác trên người đường du nhiên. Gương mặt Bạch Tiên Nhi thỏa mãn nhướng mày khi chứng kiến một màn hết sức ước ác như vậy, trong lòng đã sớm vui đến nở hoa. Đường du nhiên ơi là đường du nhiên. Không nghĩ đến cô cũng có ngày hôm nay. Không phải lúc trước cô rất đắc ý sao. Còn hại khâu thiếu trạch chia tay với tôi. Bây cô đã là người đàn bà dơ đã như vậy, e rằng khâu thiếu trạch sẽ không thể để cô vào mắt được nữa. Nghĩ đến đây Bạch Tiên Nhi vội quay sang nhìn Khâu Thiếu Trạch ở bên cạnh, quả nhiên sắc mặt Khâu Thiếu Trạch đã tồi tệ đến cực điểm, mây đen đã che kín đôi mắt, mười ngón tay buông thõng bên người nắm chặt thành quyền, bộ dạng giống như hận không thể giết chết người. Bạch Tiên Nhi thật sự không có nhìn nhầm. Khi Khâu Thiếu Trạch lần đầu nhìn thấy cảnh tượng trong phòng suy nghĩ đầu tiên chính là muốn giết người. Đáng chết! Anh ta còn chưa chạm vào đường du nhiên, nhưng bây giờ đường du nhiên lại quan hệ với người đàn ông khác ở quán bar quả nhiên đáng chết tất cả đều đáng chết anh ta tuyệt đối không thể chịu được khoảnh khắc tiếp theo bạch tiên nhi còn chưa kịp phản ứng lại đã thấy khâu thiếu trạch đột nhiên di chuyển nhanh đến chiếc giường lớn bên trong phòng anh ta không nói lời nào hung hăng giơ một quyền lên đánh xuống đầu tên giám đốc lý vẫn đang vận động kia nắm đấm chứa cơn thịnh nộ từ một người trưởng thành như khâu thiếu trạch lực đạo đương nhiên sẽ không nhẹ chỉ nghe thấy một tiếng ôi chao vang lên thảm thiết cơ thể mập mạc của giám đốc lý đồng thời bị một quyền đánh ngã xuống giường lớn ông chặt đầu không ngừng kêu đau đớn ngay sau đó là một giọng nữ hét lên kinh ngạc a à. đường du nhiên trần như nhộng vừa mới bị giám đốc lý đè trên người hoảng loạn xoay người lại sợ hãi kéo chăn trên giường quấn chặt lấy bản thân tiếng hét này cũng đồng thời làm cho khâu thiếu trạch và bạch tiên nhi chết sững tại chỗ khoảnh khắc trước đó khuôn mặt bạch tiên nhi còn dương dương tự đắc nhưng ngay sau đó đã lập tức đông cứng lại đôi mắt mở to không tin vào mắt mình ngơ ngác nhìn giám đốc lý ở trên giường cùng với đường du nhiên đang hoảng loạn bên cạnh không người phụ nữ kia căn bản không phải là đường du nhiên không đúng tất cả đều không đúng người vừa bị giám đốc lý hung hăng đè trên người không phải là đường du nhiên người phụ nữ vẫn luôn quay lưng lại với bạch tiên nhi và khâu thiếu trạch trước đó hình dáng trông rất giống nhưng bây giờ quay người lại rồi bạch tiên nhi và khâu thiếu trạch mới phát hiện người phụ nữ đó căn bản không phải là đường du nhiên không hề giống một chút nào đường du nhiên có ngũ quan tinh xảo vẻ đẹp vừa lộng lẫy vừa diễm lệ còn người phụ nữ đang quấn quanh chăn trên giường trông thật bình thường trên mặt còn trang điểm cầu kỳ rốt cuộc rốt cuộc chuyện này là sao là chỗ nào có vấn đề tại sao có thể không phải là đường du nhiên được rõ ràng phải là đường du nhiên là mới đúng lý nhược tuyết nói rõ ràng tận mắt nhìn thấy giám đốc lý mang đường du nhiên đi người không có tiền đồ như lý nhược tuyết căn bản sẽ không dám nói dối trước mặt cô ta huống hồ gì đường du nhiên đã uống loại thuốc mà cô ta đã đặc biệt vì cô mà chuẩn bị một khi thuốc xảy ra tác dụng đường du nhiên đến đi còn không đi được căn bản không có khả năng thoát được vài năm trước đường du nhiên đều ở nhà không có nhiều quan hệ với người ngoài và cũng sẽ không thể đột nhiên có bạn đến cứu đường du nhiên được bạch tiên nhi càng nghĩ toàn thân càng phát lạnh ánh mắt không nhịn được mà liếc nhìn giám đốc lý đang ôm đầu hét lớn trên giường tuy là giám đốc lý đang ôm đầu nhưng bạch tiên nhi vẫn mơ hồ nhìn thấy khuôn mặt mở và tai to của ông ta đầy vết bầm tím trên mặt còn có cả vết máu bộ dạng thê thảm này đủ để biết người ra tay đã độc ác đến mức nào câu thiếu trạch vừa chỉ đánh có một quyền không thể để lại hậu quả như vậy được bạch tiên nhi hung hăng trắng môi trong lòng lập tức hiểu ra vì vậy đường du nhiên đáng chết kia đã được cứu rồi quả nhiên đáng chết kế hoạch kỹ lưỡng một công ba việc của cô ta đã phá hủy rốt cuộc là ai đã cứu đường du nhiên ra bạch tiên nhi nghĩ đến toàn bộ người đương du nhiên quen biết nhưng cũng không nghĩ ra được rốt cuộc là ai đã cứu đường du nhiên trong lúc bạch tiên nhi đang chết lặng thì người phụ nữ trong chăn vừa bị dọa cho chết khiếp hét lên với bạch tiên nhi và khâu thiếu trạch hai người các người là ai đột nhiên xông vào phòng chúng tôi định làm gì giám đốc lý vừa chịu một cú đấm cũng lập tức từ trên giường trèo xuống không nói lời nào căm phẫn nhào đến khâu thiếu trạch đấm một quyền vừa rồi khâu thiếu trạch vẫn còn chết lặng chưa kịp phản ứng lại đã hứng chọn một đấm của ông ta giám đốc lý béo như vậy lực đạo đương nhiên cũng không ít lực đạo của nắm đấm vừa rồi thậm chí còn mạnh hơn cả cú đấm mà khâu thiếu trạch đấm ông ta đánh đến nỗi mắt thường có cũng có thể nhìn thấy nhanh vết bầm tím trên má của khâu thiếu trạch khuôn mặt giám đốc lý lạnh lùng hung ác nhìn khâu thiếu trạch không khách khí mà chửi hẳn vào mặt anh ta khâu thiếu trạch cậu điên rồi sao có phải đầu cậu có vấn đề hay không đột nhiên dẫn người xông vào phòng tôi phá hỏng chuyện tốt của tôi thì đã đành cậu còn đánh tôi là sao quan hệ xã hội ở diệu thành rộng như vậy giám đốc lý cũng đã gặp qua hai người khâu thiếu trạch ở bữa tiệc ông đây vừa mới ký giấy vay tiền với công ty các cậu cậu không đến cảm ơn tôi còn dám đánh tôi tôi nói cho cậu biết khâu thiếu trạch công ty các cậu sau này đừng nghĩ đến chuyện vay tiền ở ngân hàng của chúng tôi đơn vay ngân hàng vừa được ký kia sẽ lập tức bị vô hiệu đừng nghĩ đến chuyện công ty các cậu có thể vay được một xu nào của chúng tôi Giám đốc Lý nói xong còn dơ nắm đấm lên định đánh Khâu Thiếu Trạch lần hai. Khâu Thiếu Trạch vẫn đang chết lặng. Không kịp tránh nên đã ăn trọn cú đấm thứ hai, cả người loạn choạng suýt chút nữa đã ngã xuống đất. Bạch Tiên Nhi nhìn thấy Khâu Thiếu Trạch bị đánh như sợ hãi hét lên, vội vàng chạy về phía Khâu Thiếu Trạch. Vừa định giơ tay ra dìu khâu thiếu trạch thì không ngoài dự đoán khâu thiếu trạch đến nhìn cũng không nhìn cô ta, mất kiên nhẫn mà trực tiếp đẩy mạnh Bạch Tiên Nhi ra khâu thiếu trạch giơ tay lau vết máu trên khóe miệng cố nhịn lửa giận trọng trong lòng bất đắc dĩ cười với giám đốc lý giám đốc lý xin lỗi chỉ là hiểu lầm mà thôi là tôi đã nhận nhầm người chuyện hôm nay đều là lỗi của tôi hôm sau tôi nhất định sẽ đích thân xin lỗi giám đốc lý khâu thiếu trạch quen biết giám đốc lý đương nhiên sẽ biết lý lịch đằng sau giám đốc lý bản thân khâu thiếu trạch không có xuất thân như vậy căn bản không dám đắc tội với giám đốc lý có người chống lưng như vậy vì vậy cho dù trong lòng khâu thiếu trạch đang tức giận cũng không dám đánh lại giám đốc lý huống hồ gì từ lúc bắt đầu chính là anh ta sai trước mẹ nó khâu thiếu trạch một câu nhận nhầm người của cậu là xong rồi sao tôi nói cho cậu biết chuyện của hôm nay giữa hai chúng ta chưa xong đâu bây giờ cậu cút ra ngoài ngay cho ông ông đây không muốn nhìn thấy cậu lần nữa sau này nếu còn xuất hiện trước mắt tôi tôi gặp một lần là đánh cậu một lần. Khâu thiếu trạch xây sẫm mặt mày, quay người cũng không nhìn Bạch Tiên Nhi một cái mà đi ra khỏi phòng. Thiếu trạch, anh đừng có đi nhanh như vậy, anh đợi em với, để em xem vết thương trên mặt anh. Bạch Tiên Nhi nhìn thấy khâu thiếu trạch không để ý bản thân, trong lòng bắt đầu sốt ruột, vội vã đuổi theo khâu thiếu trạch. Vừa bắt được cánh tay của khâu thiếu trạch đã bị khâu thiếu trạch tức điên lên hất mạnh một cái. Khâu thiếu trạch không hề khách khí chút nào, lực đạo mạnh đến nỗi khiến cho Bạch Tiên Nhi ngã xuống đất một cách thảm hại. Bạch Tiên Nhi đi giày cao gót, lúc ngã xuống chân cũng đồng thời trẹo sang một bên, mắt cá chân lập tức sưng vù lên. Đau đến nỗi nước mắt của Bạch Tiên Nhi tuôn ra ngay lúc đó. Bạch Tiên Nhi chịu đựng cơn đau ở mắt cá chân, hoảng loạn nắm lấy gốc áo của khâu thiếu trạch nghẹn ngào nói, thiếu trạch, em không có lừa anh, tất cả những gì em nói đều là thật, nhất định đã có người đến trước chúng ta đưa đường du nhiên đi rồi anh nhìn khuôn mặt của giám đốc Lý bị đánh mất như vậy, mà toàn bộ đều là vết thương mới, nhất định là người đã đưa đường du nhiên đi đánh. Khâu thiếu trạch lạnh lùng nhìn Bạch Tiên Nhi. Nghiến chặt răng nói ra vài chữ, à, Bạch Tiên Nhi, cô cảm thấy tôi vẫn sẽ tin lời cô nói sao? Nói rằng khâu thiếu trạch chuẩn bị rời đi, Bạch Tiên Nhi vừa khóc vừa nắm chặt góc áo của khâu thiếu trạch liên tục nói, thiếu trạch, em thật sự không có lừa anh, là tận mắt Lý Nhược Tuyết nhìn thấy đường Du Nhiên đi với giám đốc Lý vào phòng đó. Bạch Tuyết Nhi, vậy cô giải thích cho tôi, vậy tại sao chính mắt tôi lại nhìn thấy người trong phòng cùng với giám đốc Lý không phải là đường Du Nhiên mà là người phụ nữ khác? Nhất định đã có người đưa đường Du Nhiên đi. Bạch Tiên Nhi lập tức nói. Bạch Tiên Nhi, cô đủ rồi. Câm miệng lại cho tôi. Món nợ này chúng ta quay về sẽ tính sổ với nhau sắc mặt khâu thiếu trạch đáng sợ lạnh lùng nói. Bạch Tiên Nhi vừa khóc vừa liên tục lắc đầu, vội vàng nghĩ đến bằng chứng có thể chứng minh bản thân mình đúng, vừa ngước mắt lên thì đúng lúc nhìn thấy camera giám sát ở hành lang. Bạch Tiên Nhi vội nắm lấy tay của khâu thiếu trạch và nói, khâu thiếu trạch, có camera giám sát. Anh chỉ cần tìm nhân viên quán ba phát lại camera giám sát là được. Anh sẽ biết rốt cuộc em có lừa anh hay không. Khâu thiếu trạch ngước mắt lên nhìn camera giám sát, rồi lại nhìn khuôn mặt tự tin của Bạch Tiên Nhi. Khâu thiếu trạch nhăn mày, trong lòng cũng bị dao động vài phần, sau đó lạnh lùng nhìn Bạch Tiên Nhi nói, Bạch Tiên Nhi, tôi tin cô một lần cuối cùng. Bạch Tiên Nhi chịu đựng cơn đau ở mắt cá chân thập khiển đi theo khâu thiếu trạch tìm quản lý của quán bar, sau đó là lấy lý do rằng đã làm rơi đồ ở hành làng tầng 10 khách sạn, cần xem camera giám sát xem ai đã nhặt mất quản lý của khách sạn rất biết cách nói chuyện đưa Bạch Tiên Nhi và Khâu Thiếu Trạch đi đến phòng giám sát. Sau khi bảo vệ kiểm tra một lúc cuối cùng phải nói lời xin lỗi với Bạch Tiên Nhi và Khâu Thiếu Trạch, xin lỗi anh và cô đây. Thật trùng hợp là camera giám sát ở hành lang tầng 10 đã hỏng vài ngày trước đó, không tìm được đoạn camera mà hai người muốn tìm. Sắc mạnh Khâu Thiếu Trạch bỗng lạnh đi vài phần, Bạch Tiên Nhi vẫn không can tâm như cũ, không tìm được đoạn camera giám sát của hành lang tầng 10, vậy camera giám sát của hành lang bên ngoài phòng ăn cũng không thể cũng hỏng chứ. Bạch Tiên Nhi lập tức nói với bảo vệ, làm phiền anh phát đoạn camera giám sát ở ngoài hành lang phòng ăn nhã trúc của các người vào buổi chiều. Bảo vệ gật đầu rồi lại bắt đầu thao tác trên máy tính, 3 phút sau bảo vệ nhìn Bạch Tiên Nhi nhún vai bất lực nói, xin lỗi cô. Camera giám sát bên ngoài hành lang của phòng nhã trúc cũng hỏng rồi, bên trong máy tính không có tồn tại đoạn camera giám sát thời điểm đó. Bạch Tiên Nhi vừa nghe đã không nhịn được và to tiếng, không thể nào. Trên đời này làm gì có chuyện trùng hợp như vậy? Làm sao hai camera giám sát có thể hỏng cùng một lúc? Khâu Thiếu Trạch không còn bất kỳ kiên nhẫn nào đứng bên cạnh lạnh lùng nhìn Bạch Tiên Nhi, Bạch Tiên Nhi, cô ồn ào đủ chưa? Khâu Thiếu Trạch lạnh lùng nói xong chán ghét hất tay của Bạch Tiên Nhi ra sau đó sải bước lớn ra khỏi quán bar. Bạch Tiên Nhi hung hăng cắn môi, không can tâm lại vội vàng chạy đuổi theo nắm chặt lấy tay của khâu thiếu trạch nhấn mạnh lần nữa thiếu trạch anh hãy tin em em thật sự không có nói dối nói đến bạch tiên nhi lại thay đổi suy nghĩ vội nói với khâu thiếu trạch đúng rồi anh có thể gọi điện cho đường du nhiên hỏi xem hiện tại đường du nhiên đang ở đâu đường du nhiên đã trúng thuốc hiệu quả của thuốc đó kéo dài rất lâu không dễ gì hết nhanh như vậy được bây giờ tinh thần đường du nhiên bất ổn nói không chừng đang cùng với người khác làm loại chuyện đó gọi điện nghe sẽ có thể nghe thấy được bạch tiên nhi nhìn thấy khâu thiếu trạch có vẻ không tin mình lập tức móc điện thoại từ trong túi của bản thân ra ấn số của đường du nhiên gọi bạch tiên nhi mở loa ngoài để điện thoại ở trước mặt khâu thiếu trạch bạch tiên nhi cho rằng đường du nhiên sẽ không nghe điện thoại nhưng kết quả lại nằm ngoài dữ liệu chung không đổ được bao lâu đã được kết nối giọng nói êm tai của đường du nhiên từ trong điện thoại truyền đến tiên nhi làm sao thế có chuyện gì tìm tớ sao giọng nói của đường du nhiên hoàn toàn không giống như bạch tiên nhi tưởng tượng rất bình thường chỉ là có chút hụt hơi nhưng gần như không đáng kể trong lòng bạch tiên nhi phát ra tiếng rơi lột bột hung hăng trắng chặt môi rồi hỏi du nhiên bây giờ cậu đang ở đâu đã hết giờ làm việc rồi sao vẫn không thấy cậu đâu vậy nghe lý nhược tuyết của bộ phận chúng tớ nói rằng cậu với giám đốc lý cùng đi ra ngoài cậu không sao chứ chúng tớ rất lo cho cậu từng câu trong lời nói của bạch tiên nhi đều là cái bẫy bây giờ tớ đang đi mua sắm cùng với chị đỗ tớ không đi cùng với giám đốc lý cậu nghe ai nói linh tinh vậy sau khi đưa hợp đồng tín dụng cho lý nhược tuyết của bộ phận các cậu thì nhận được điện thoại của chị đỗ chị ấy rủ tớ đi mua sắm tớ thấy cũng sắp hết giờ làm rồi nên không quay lại công ty nữa mà đi tìm chị đổ luôn, sao thế? Cậu đột nhiên nhắc đến chuyện này là có chuyện gì xảy ra rồi sao? Bạch Tiên Nhi nghe thấy xong ngón tay đang cầm điện thoại bỗng siết chặt lại hơn. Làm sao có thể như vậy? Rõ ràng Lý Nhược Tuyết đã nói vậy. Chẳng nhẽ là Lý Nhược Tuyết lừa mình. Không thể nào. Tuyệt đối không thể nào. Nhất định là đường du nhiên đang nói dối cô ta nhất định phải vạch trần lời nói dối của đường du nhiên. Bạch Tiên Nhi nghĩ tới đây lập tức nói tiếp, Du Nhiên, cậu nói đi dạo cùng với chị Đỗ, là chị Đỗ kia. Trước đó sao lại không nghe cậu nói tới? À, là bạn gái của cậu thời ở đảo Bali lần trước, tôi với chị ấy mới gặp đã như quen biết từ lâu. Đường Du Nhiên nói, giọng nói nghe ra đã có chút nhịn không được rồi vậy nên rốt cuộc là cậu gọi cho tớ có chuyện gì không có gì thì tớ muốn ăn tối cùng với chị đỗ vậy tớ có thể chào hỏi chị đỗ kia vài câu không lần trước đi vội quá nên quên mất không chào hỏi người ta vốn dĩ bạch tiên nhi cũng không nghĩ đường du nhiên là đang ở cùng với bạn gái mới được yêu thương của cậu thời bạch tiên nhi vừa nói xong đường du nhiên bên này cũng đưa điện thoại cho đỗ yên nhiên Đỗ yên nhiên lập tức nói, giọng hơi lạnh nhạt, sao thế? Cô Bạch muốn nói gì với tôi? Thật sự đúng là giọng của chị Đỗ kia. Bạch tiên nhi lập tức ngây người tại chỗ, trước đó cô ta cho rằng đường du nhiên là cố ý kiếm cớ, nhưng lúc này thật sự nghe được giọng của Đỗ yên nhiên. Bạch Tiên Nhi không thể tin được bây giờ hai người họ thật sự là đang ở cùng nhau. Cô ta không có bằng chứng để phản bác lời của đường Du Nhiên nói là giả, cho nên cũng đã chứng minh được lời của đường du nhiên nói đều là sự thật lẽ nào quả thật cô ta đã bị con khốn lý nhược tuyết đó gạt cả người bạch tiên nhi như rơi vào hố băng lòng bàn tay túa ra một đợt mồ hôi lạnh cô ta cắn chặt môi miễn cưỡng duy trì giọng nói bình thường mà cười nhạt nói à không không có gì cả là muốn hỏi thăm dạo gần đây chị đỗ có lúc nào rảnh rỗi không tôi mời chị đỗ ăn một bữa bạch tiên nhi còn chưa nói xong đỗ yên nhiên bên kia đã trực tiếp cất giọng lạnh nhạt cắt ngang gần đây không lúc nào rảnh cả nếu như cô bạch không có gì quan trọng vậy tôi cúp máy đây lần này bạch tiên nhi xấu hổ tới mức cả nụ cười gượng trên khuôn mặt cũng không giữ được nữa đỗ yên nhiên thấy bạch tiên nhi không nói gì nữa bèn lập tức cúp máy vừa cúp xong khâu thiếu trạch bên này đã cất giọng đầy mỉa mai nói bạch tiên nhi cô làm loạn đủ chưa vậy chiều hôm nay mặt mũi của tôi đều đã bị cô làm mất sạch rồi khâu thiếu trạch mặt đen như đít nồi nhìn bạch tiên nhi bằng ánh mắt ngập tràn chán ghét bị người kia nhìn như thế bạch tiên nhi cảm thấy cả người ớn lạnh lập tức quất tức rơi nước mắt nói thiếu trạch không phải như vậy em em bạch tiên nhi cô còn gì để nói nữa câm miệng đi bây giờ tôi chẳng muốn nghe giọng nói của cô nữa cô thật sự là làm tôi quá thất vọng Khâu thiếu trạch trút hết nỗi oán giận vì ăn hai cú đánh đó của giám đốc Lý lên người Bạch Tiên Nhi. Càng thấy Bạch Tiên Nhi, anh ta lại càng cảm thấy chán ghét. Nếu không phải do Bạch Tiên Nhi nói nhảm nhí, sao anh ta có thể bị giám đốc Lý đánh được, càng sẽ không đắc tội tới người ta. Có Bạch Tiên Nhi làm nền như thế, khâu thiếu trạch càng cảm thấy đường du nhiên vẫn tốt hơn. Khâu thiếu trạch cũng không có nghi ngờ gì về chuyện đường du nhiên đi dạo phố cùng với Đỗ Yên Nhiên vốn dĩ trước đó anh ta là vì nghe mấy lời nói kia của bạch tiên nhi nên có chút nghi ngờ đường du nhiên nhưng sau khi bạch tiên nhi gọi xong cú điện thoại đó thì toàn bộ sự nghi ngờ kia đều đã được dập tắt hoàn toàn không thể nào có chuyện chị đỗ kia đi giúp đỡ đường du nhiên mà lừa anh ta cả dù sao chị đỗ kia không quen biết với đường du nhiên được bao lâu lại còn là bạn gái mới được cậu thời yêu thương hoàn toàn không cần làm mấy chuyện đó làm gì Khâu thiếu trạch hung hăng gạt tay Bạch Tiên Nhi đang nắm chặt góc áo của mình ra. Bạch Tiên Nhi chới với ngã phịch xuống đất, người kia lại không nhìn cô ta lấy một cái. Anh ta nhanh chân đi ra khỏi khách sạn, lên xe đi về hướng biệt thự nhà họ đường. Bạch Tiên Nhi bất lực ngồi trên đất, nước mắt không kìm được mà tuôn ra, mười đầu ngón tay siết chặt thành nắm đấm. Trong lòng tự hỏi tại sao lại như vậy? Rốt cuộc là xảy ra vấn đề ở chỗ nào? rõ ràng kế hoạch của cô ta không phải đã thành công rồi sao đường du nhiên đáng chết tất cả đều là tại con nhỏ đường du nhiên đáng chết đó bây giờ khâu thiếu trạch nhất định là rất hận cô ta rồi tại sao lại như vậy kế hoạch của cô ta chính là một mũi tên trúng ba đít nhưng kết quả lại đắc tội với giám đốc lý khoản tiền cho vay đó cũng hết hiệu lực chân của cô ta còn bị thương bây giờ lại còn chọc cho khâu thiếu trạch chán ghét bạch tiên nhi cắn môi sắc mặt sa súc cố chống tay trên đất mà đứng dậy cô ta lau khô nước mắt khập khểnh đến khổ sở mà đi xuống lối đi bộ bắt một chiếc xe taxi vừa mới chọc khâu thiếu trạch tức giận như thế bạch tiên nhi cũng không dám về nhà lúc này huống hồ mắt cá chân của cô ta còn bị trẹo đã sưng vù lên cả rồi đến mức chạm nhẹ chân trên đất cũng đau đến thấu xương bạch tiên nhi đành phải đi bệnh viện khám chân trước cùng lúc đó ở phía bên này trong biệt thự đế đình giữa núi của thời Ngọc Thao. Đỗ yên nhiên cúp máy xong lập tức trả điện thoại di động cho đường du nhiên, người hiện tại đang nằm trên giường với khuôn mặt đỏ đến bất thường kia. Sau đó lập tức nhanh trí mà rời khỏi phòng. Bên giường, thời Ngọc Thao lo lắng cho mày nhìn về phía người bạn thân kim luôn bác sĩ riêng là Tô Diệt Thanh đang mặc áo bờ lu trắng kia, nói thẳng, Tô Diệt Thanh, hiện tại cô ấy thế nào rồi? Tô Diệt Thanh cũng cau chặt mày, Đưa mắt nhìn Đường Du Nhiên đang run rẩy trên giường, sau lại nhìn sang Thời Ngọc Thao nói, vừa mới tiêm cho cô ấy một mũi rồi, nhưng mà tác dụng của thuốc quá mạnh, một mũi tiêm này không có hiệu quả gì nhiều. Nếu cứ tiếp tục như vậy thì cô ấy cũng sẽ rất khó chịu, thật ra biện pháp cuối cùng chính là cậu giúp cô ấy giải tỏa đi. Tôi biết rồi, cậu ra ngoài trước đi. Thời Ngọc Thao vừa dứt lời, Tô Diệp Thanh đã gật đầu cầm hộp thuốc nhanh chóng rời đi nửa tiếng trước ở trong phòng của khách sạn quân di lúc đường du nhiên gần như là tuyệt vọng bị giám đốc lý đè dưới thân cửa phòng khách sạn lại bị người ở bên ngoài đá sầm một tiếng bật ra ngoài âm thanh vang dội đó khiến giám đốc lý sợ hết hồn mặt mày tái xanh lập tức dời ánh mắt nhìn sang phía cửa phòng bất cứ ai bị chen ngang vào thời khắc này đều sẽ không có sắc mặt tốt được kết quả giám đốc lý còn chưa kịp thấy rõ người tới là ai đã bị ăn một cú vào mặt sức mạnh này rất lớn, giám đốc Lý bị đánh đến ngã lăn ra đất. Cơ thể mập mạp của giám đốc Lý nặng nề tiếp đất nghe hụt một tiếng, ông ta vừa sợ vừa đau, lại không ngừng gào thét, vui cha. Ê da! Má! Lọc trồng té nổ mắt mới dám đánh ông đây, ông đây không bỏ qua cho mày đâu. Giám đốc Lý dùng cả tay chân chuẩn bị bò dậy, kết quả còn chưa kịp bò lên đã bị dán thêm một cú nặng nề khác, lần nữa bị đạp lăn ra đất lần này, giám đốc Lý hết bò dậy nổi rồi. Má! Lần này ông đây không bỏ qua cho mày đâu. Giám đốc Lý giận tới hai mắt hằng lên tơ máu, trừng mắt nhìn sang. Lần này cuối cùng cũng nhìn thấy rõ góc dáng của người kia. Chỉ là khoảnh khắc nhìn thấy được người kia, giám đốc Lý cũng hoàn toàn suy sụp rồi. Người tới đó không ai khác, chính là người có quyền thế ngút trời ở Diệu Thành này, thời Ngọc Thao thời Ngọc Thao vừa đạp cửa phòng đã thấy đường du nhiên trong trạng thái quần áo sọc sệt, đang bị giám đốc lý trong trạng thái lỏa thể đó đè ở dưới thân. Trong chớp nhoáng, đống lửa trong lòng thời Ngọc Thao lập tức bùng cháy dữ dội. Con người thoáng chuyển sang hung ác. Vào khoảnh khắc đó, thời Ngọc Thao thậm chí là muốn giết người. Động tác vẫn phản ứng nhanh hơn so với quá trình xử lý của não bộ. Thời Ngọc Thao siết tay thành nắm đấm tiếng về phía giám đốc lý trước mặt, không chút do dự mà đấm vào đầu giám đốc lý một cú vẫn còn quá ít ngay sau đó lại đấm thêm vài cú nữa lên mặt của ông ta đánh tới mức giám đốc lý chạy trối chết kêu trên không ngớt cuối cùng vẫn là đường du nhiên đang hoảng loạn ngồi ở trên giường nhìn thấy thời ngọc thao đánh ác như vậy lại sợ anh sẽ đánh chết giám đốc lý kia lúc này mới run rẩy nói về phía của anh thời ngọc thao đủ rồi đừng đánh nữa anh đừng đánh nữa lúc này thời ngọc thao nghe được giọng của đường du nhiên mới ngừng tay lại anh đưa mắt nhìn về phía đường du nhiên trên giường đang kinh hoảng ngồi bó gối cắn môi đến chảy máu chỉ cảm thấy tim mình đau thắt một trận không kiềm chế được nắm đấm trên tay càng thêm siết chặt nếu không phải bây giờ đường du nhiên vẫn còn ở nơi này thời ngọc thao thật sự là hận không thể trực tiếp đánh chết giám đốc lý ở ngay tại chỗ này ai cho ông cái lá gan mà dám đối xử với đường du nhiên như thế thời ngọc thao dằn lại lửa giận muốn giết người đang cuộn trào trong lòng bước nhanh đi tới cạnh giường duỗi tay cỡ á khoác của mình ra đắp lên người của đường du nhiên đường du nhiên nhìn thấy thời ngọc thao tới gần chấp mũi ngửi được mùi tùng bách trên cơ thể của riêng thời ngọc thao nước mắt bỗng không kìm được mà rơi xuống cô chồng người vào trong lồng ngực của anh ông lấy eo người kia thật chặt toàn thân vùi vào trong lồng ngực anh không ngừng run rẩy thời ngọc thao ôm chặt lấy đường du nhiên lòng như bị kim đâm vào đau nhói. Lông mày anh trao chặt lại, vỗ nhẹ lên lưng cô an ủi. Du Nhiên, đừng sợ, có tôi ở đây, tôi sẽ không để bất cứ ai ức hiếp em. Du Nhiên ngoan. Đường Du Nhiên nghe tiếng Thời Ngọc Thao trấn an, lần đầu tiên cảm thấy mùi hương trên người của anh khiến mình an tâm đến thế. Trái tim khủng hoảng liên tục đập nhanh trước đó dần trở nên bình ổn, cảm xúc của Đường Du Nhiên cũng dần ổn định lại. Trước đó khoảnh khắc bị tên giám đốc lý kia đè dưới người cô đã thật sự tan vỡ rồi đường du nhiên thậm chí nghĩ tới nếu như giám đốc lý làm xong rồi vậy cô sẽ chọn lấy cái chết nhưng may mắn may mắn là thời ngọc thao tới rồi thời ngọc thao giơ tay lên lau nước mắt trên mặt đường du nhiên anh nhìn cô nói ngoan đừng khóc em yên tâm tôi sẽ không dễ dàng bỏ qua cho ông ta nói tới đây con ngươi sâu hoắm của thời ngọc thao lại trở nên trầm đục Hiện tại. Đường Du Nhiên đã ổn định tinh thần lại rồi, nghe Thời Ngọc Thao nói mấy lời này lại theo bản năng mà nắm cánh tay của anh, âm thanh còn có chút nức nở mà nói, "Thời Ngọc Thao, chờ đã." Đường Du Nhiên không ngốc, chuyện đã tới nước này rồi, nếu nói trong chuyện này không có ai cố ý gài bẫy cô thì hoàn toàn là không thể. Từ lúc bắt đầu chính là Lý Nhược Tuyết ở phòng tài vụ kia đột nhiên tới tìm Vương Ngọc nói nhờ cô đưa giúp văn kiện vốn dĩ đường du nhiên cũng không phải là người của phòng tài vụ cả công ty có nhiều đồng nghiệp như thế sao lý nhược tuyết lại cứ hết lần này tới lần khác đều muốn tìm tới cô hơn nữa cả người đường du nhiên lúc này đều nóng rang cơn nóng đó không ngừng lan ra khắp cơ thể nếu không phải nhờ cô cắn rách cả lưỡi khiến cơn đau đơn đó ký ý bản thân mình tỉnh táo vậy chỉ e là thần trí của cô đã sớm trở nên mơ màng để mặc người khác ức hiếp rồi đây rõ ràng chính là biểu hiện của việc bị trúng thuốc. Là có người cố ý chút thuốc cô, cố ý muốn gài bẫy hãm hại cô. Hơn nữa người kia đã còn dụng tâm sắp đặt như này, nhất định sẽ còn có thêm chiêu trò phía sau nữa. Đường Du Nhiên muốn biết kẻ đã hãm hại mình rốt cuộc là có mục đích gì. Du Nhiên, em nhịn một chút, tôi đưa em tới bệnh viện. Thời Ngọc Thao nhìn vẻ mặt ửng đỏ bất thường cùng cả người nóng hổi bất lực đó của đường Du Nhiên, lập tức biết cô đã bị trúng thuốc rồi. Sắc mặt của anh lập tức sa sầm hơn mấy phần. Nếu như ánh mắt có thể giết chết người khác, chỉ e là hiện tại gã giám đốc Lý đang nằm dưới đất kia đã bị thời Ngọc Thao giết đến mấy trăm lần rồi. Nói xong, thời Ngọc Thao chuẩn bị ôm lấy Đường Du Nhiên lại bị cô theo đó kéo lấy cánh tay của anh, cố nén lại cơ thể bất thường của mình mà lắc đầu nói với người kia, "Thời Ngọc Thao, chuyện xảy ra hôm nay nhất định là có người cố ý muốn hại tôi." Bọn họ nhất định là có chiêu trò phía sau đó Thời Ngọc Thao nghe tới đây Ánh mắt đang trầm xuống lập tức xuất hiện thêm một tia u ám Anh nhìn đường Du Nhiên nói Tôi biết rồi Du Nhiên em yên tâm Tôi nhất định sẽ giúp em tìm ra kẻ đã hại em Thời Ngọc Thao nói xong lại quay sang nói với Đỗ Yên Nhiên Vẫn luôn chờ ở bên ngoài phòng kia Đỗ Yên Nhiên vào đây đưa cô ấy về lại biệt thự đế đình Lập tức gọi cho Tô Diệt Thanh tới đợi ở sẵn đó đi thời ngọc thao dặn dò đỗ yên nhiên xong ánh mắt lại dời về phía đường du nhiên du nhiên em cùng với đỗ yên nhiên về biệt thự chờ tôi tôi giải quyết xong chuyện sẽ quay lại bên ngoài cửa đỗ yên nhiên kính cẩn bước nhanh tới duỗi tay ôm lấy đường du nhiên cô đường tôi đưa cô về trước đã đường du nhiên lắc đầu về phía đỗ yên nhiên lại túng lấy cánh tay của thời ngọc thao thật chặt nói không thời ngọc thao tôi muốn cùng đi với anh tôi không sao tôi có thể chịu được. Cô muốn ở lại xem thử rốt cuộc người hại mình là ai. Thời Ngọc Thao bị đường du nhiên tóm chặt như thế cũng hết cách, đành phải để cô ở lại. Anh nhìn cô với ánh mắt hơi lo lắng, nói, nếu như không thoải mái thì lập tức nói với tôi. Thời Ngọc Thao thấy người kia gật đầu với mình, con ngươi sâu hóm lúc này mới nhìn tới tên giám đốc lý bị đánh nằm trên đất không thể bò dậy được kia. Bị thời Ngọc Thao đánh một trận, giám đốc lý hiện tại đau đến sợ hãi cả người mập mạp đều đang run rẩy nhìn thấy ánh mắt sắc bén của thời ngọc thao quét qua toàn thân của ông ta lập tức càng run lẩy bẩy giám đốc lý hiểu rõ dựa vào bối cảnh của ông ta đã có thể khiến người khiếp sợ rồi nhưng ở trước mặt thời ngọc thao mà nói bối cảnh đó chẳng đáng là cái thá gì thời ngọc thao vẫn luôn rất khiêm tốn cho nên có rất nhiều người đều không biết thân phận khác của anh nhưng nhờ mối quan hệ của chú mình, giám đốc Lý lại biết được. Thời Ngọc Thao không chỉ là tổng giám đốc của tập đoàn thời thị, còn là con cháu đời thứ ba của người thành lập đảng Cộng sản Trung Quốc. Ông nội thời Ngọc Thao từng là tư lệnh quân khu. Cha thời Ngọc Thao cũng là cấp bậc thiếu tướng. Chú của giám đốc Lý trước đó đã luôn miệng nhắc nhở giám đốc Lý là ở Diệu Thành này, ông ta có thể đắc tội với bất cứ ai, nhưng tuyệt đối không thể nào được đụng tới cậu thời này. Cả người béo ú của giám đốc Lý run rẩy, ánh mắt ngập tràn vẻ nghi hoặc. Ông ta không thể nào hiểu được. Không phải chỉ là muốn ngủ cùng với một nhân viên có bối cảnh tầm thường thôi sao? Sao lại có thể đụng tới cậu thời được? Lúc trước ở buổi tiệc, giám đốc Lý cũng từng gặp được cậu thời, khi đó bạn gái ở bên cạnh cậu thời không phải là Đường Du Nhiên này mà. Nếu không thì có cho ông ta 10 cái lá gan, ông ta cũng không dám đụng vào người phụ nữ của cậu thời đâu giám đốc lý nghĩ tới đây lập tức sợ đến bủn rũng tay chân ông ta nhìn về phía thời ngọc thao vội vàng nói cậu thời xin lỗi ạ à. cậu thời hiểu lầm thật sự chỉ là một sự hiểu lầm thôi tôi không biết đường du nhiên đó là người phụ nữ của cậu nếu như biết được tôi nhất định sẽ không đụng chạm tới cầu xin cậu thời rộng lượng bỏ qua cho tôi lần này đi sau này tôi cũng không dám nữa thời ngọc minh cao chặt mày nhìn giám đốc Lý bằng ánh mắt chán ghét, trực tiếp nói, ai bảo ông làm thế? Lại dám chút thuốc cô ấy. Tôi thấy ông là cho rằng mình sống lâu quá rồi đúng không? Giám đốc Lý vừa nghe được thời Ngọc Thao nói mấy lời này, sợ đến túa mồ hôi khắp người. Làm gì còn lo được chuyện gì khác nữa, ngay lập tức khai bạch tiên nhi ra, cậu thời, không phải tôi chuốt thuốc cô ấy, người chuốt thuốc là đồng nghiệp lý nhược tuyết kia của cô ấy. Vốn dĩ tôi không có quen biết cô ấy, là giám đốc phòng tài vụ Bạch Tiên Nhi đó nói muốn giới thiệu cho tôi một người đẹp, sau đó thì mang cô ấy tới đây. Đường Du Nhi nghe xong, ánh mắt trầm xuống. Quả nhiên đúng là Bạch Tiên Nhi đang dở trò. Đúng là hay cho Bạch Tiên Nhi, tâm địa quả thật là độc ác. Biết được chuyện này là do Bạch Tiên Nhi làm, đường Du Nhiên cắn chặt môi, trong lòng đang nghĩ Bạch Tiên Nhi đó rất tâm bày mưu tính kế cô đến như này, nhất định chuyện sẽ không chỉ đơn giản như thế dựa vào mức độ tình cảm của Bạch Tiên Nhi dành cho khâu thiếu trạch như thế, nếu cô ta đã cố ý bày mưu để người khác chiếm đoạt sự trong sạch của đường du nhiên cô. Vậy nhất định sẽ để khâu thiếu trạch tự mình qua đây để bắt gian. Để khâu thiếu trạch nhìn thấy tận mắt cảnh cô bị người đàn ông khác đè dưới thân, sau đó anh ta cũng sẽ cảm thấy bản thân cô nhơ nhuốc, cảm thấy ghê tởm mà từ đó chán ghét cô. Đó mới là kết quả mà Bạch Tiên Nhi muốn nhìn thấy nhất. Nghĩ tới đây, Đường Du Nhiên nhìn giám đốc Lý kia nói, "Giám đốc Lý, chuyện Thời Ngọc Thao qua đây, ông nhất định không được nói cho bất kỳ người nào biết." Giám đốc Lý vừa nãy nhìn thấy Thời Ngọc Thao che chở cho Đường Du Nhiên như thế, lúc này làm gì còn dám xem thường cô nữa. Nghe người kia nói thế, giám đốc Lý liên tục gật đầu, "Cô Đường, tôi biết, tôi nhất định sẽ không nói nửa lời với bất kỳ người nào." Đường Du Nhiên đưa mắt nhìn sang Thời Ngọc Thao, nói, "Thời Ngọc Thao, tôi nghĩ Bạch Tiên Nhi là có chiêu trò phía sau nữa. Cho nên, tôi muốn tìm người cùng phối hợp với giám đốc lý diễn cho xong cảnh này. Sau đó cũng trả đổ được Bạch Tiên Nhi. Nếu như Bạch Tiên Nhi thật sự dắt khâu thiếu trạch tới Bắc Giang, nhưng lúc mở cửa phòng lại nhìn thấy người bên trong không phải là đường du nhiên, vậy tâm trạng của cô ta nhất định sẽ rất sụp đổ. Hơn nữa, với tính cách của khâu thiếu trạch mà nói, nếu bị Bạch Tiên Nhi đùa cực thì trong lòng sẽ càng thêm chán ghét cô ta, cộng thêm tên giám đốc lý này nữa. Giám đốc lý này nhìn cũng không giống một kẻ ngu, sao lại có thể không hiểu được mình bị Bạch Tiên Nhi lợi dụng chứ? Bị thời Ngọc Thao đánh tới thành ra nông nổi này, chỉ sợ là tới đó sẽ trút hết cơn tức giận kìm nén trong bụng này lên hai người của Khâu Thiếu Trạch và Bạch Tiên Nhi. Được, nghe theo em. Thời Ngọc Thao đáp một tiếng, sau đó lập tức gọi đỗ yên nhiên vào quán bar gần đây tìm một cô em qua tới giám đốc lý đó đều đã bị thời ngọc thao dọa sợ tới mất mật làm gì còn dám phản kháng nữa giống như để bày tỏ lòng chân thành ông ta liên tục cam đoan mình nhất định sẽ phối hợp diễn tốt cảnh này gái gọi kia vừa tới thời ngọc thao đã lập tức ôm lấy đường du nhiên rời khỏi khách sạn vào trong xe của mình quả nhiên lúc thời ngọc thao ôm đường du nhiên vào trong xe đường du nhiên đã thấy xe của khâu thiếu trạch ở cách đó không xa lái nhanh qua tới khách sạn này ba phút sau xe của khâu thiếu trạch dừng lại ở cửa khách sạn người kia xuống xe sắc mặt đen như đít nồi nhanh chân đi vào trong khách sạn bạch tiên nhi cũng xuống xe ngay sau đó mặc dù vẻ mặt của cô ta nghiêm túc nhưng vẫn thấy rõ được ý cười trên khóe miệng và trong ánh mắt bạch tiên nhi đang mừng thầm thậm chí là dương dương tự đắc đường du nhiên đều đoán đúng cả rồi cô lạnh lùng nhếch môi, bạch tiên nhi, cô hãy từ từ mà thưởng thức cảm giác gieo gió gặp bão này cho thật tốt đi. Cô cũng đoán trước được 5 phút sau, bạch tiên nhi sẽ có dáng vẻ tức đến hộc máu như thế nào. Nghĩ tới đây, đường du nhiên không kìm được khẽ nhếch miệng hừ một tiếng, cơ thể bị tác dụng của thuốc ảnh hưởng cũng không thể kìm nén được nữa, bộc phát cực mạnh. Đường du nhiên khó chịu đến đầu cũng đang vô cùng đau đớn, da thịt cả người nóng hổi, miệng lưỡi khô đắng cơ thể sắp nhão thành một vũng nước lại càng thêm khó chịu dãy dụa không yên đừng nói chi là hiện tại cô vẫn đang được thời ngọc thao ôm vào trong ngực mùi đàn ông trên người của thời ngọc thao vô tình tỏa ra khiến đường du nhiên càng lúc càng thấy cả người mình khó chịu da thịt nóng hổi của đường du nhiên áp sát vào người của thời ngọc thao không nhịn được mà khẽ ngọ ngoại. nhưng như thế này hoàn toàn không đủ đường du nhiên muốn được nhiều hơn nữa hiện tại cô giống như một con cá thiếu nước mà thời ngọc thao chính là nước của cô lý trí ít ỏi trong đầu nhắc nhở đường du nhiên rằng như thế rất trơ trẽn nhưng suy nghĩ đó lại rất nhanh bị lấn lướt bởi tác dụng của thuốc đường du nhiên dán mặt mình vào cỏ lấy cổ của thời ngọc thao giọng nói mềm nhũng kèm theo tiếng nức nở khó kìm nén của cô lại vang bên tai anh thời ngọc thao tôi khó chịu quá Ừm, tôi thật sự rất khó chịu thời ngọc thao cho chặt hàng lông mày đôi mắt sâu hoắm đó nhìn chầm chầm vào đường du nhiên, con ngươi sâu lắng lộ ra một vẻ lo lắng tột độ. Thời Ngọc Thao khẽ vuốt lưng của đường du nhiên, giọng nói trầm thấp lại nhẹ nhàng như thể đang trấn an người kia, ngoan, gán nhịn một chút, sắp đến nhà rồi. Nói xong. Thời Ngọc Thao lập tức nhìn qua Đỗ Yên Nhiên đang lái xe, dặn dò, Đỗ Yên Nhiên, lập tức lái xe trở về biệt thư đế đình. Nhanh! May là biệt thự đế đình ở gần chỗ này, Đỗ yên nhiên liên tiếp vượt qua hai cái đèn đỏ, phóng xe nhanh như gió, cuối cùng chỉ trong chớp mắt đã về tới biệt thự đế đình. Xe vừa dừng lại, thời ngọc thao cho chặt mày ôm lấy đường du nhiên lúc này đã bắt đầu không khống chế được thần trí, nhanh chóng vào trong. Bác sĩ riêng là Tô Diệt Thanh đã tới đó lâu rồi, đang ngồi đợi ở phòng khách. Nhìn thấy thời Ngọc Thao vội vã ôm người lên phòng ngủ ở lầu 2. Tô Diệt Thanh mới nhanh chóng xách hộp thuốc đi theo thời Ngọc Thao vừa đặt đường du nhiên nằm trên giường, ngay lập tức đã tóm lấy Tô Diệt Thanh đang ở bên cạnh nói, Tô Diệt Thanh. Cậu nhanh khám cho cô ấy, cô ấy bị chuốt thuốc. Tô Diệt Thanh nhìn thấy dáng vẻ sốt sắng đó của thời Ngọc Thao, nhanh chóng ngồi xuống bên giường của đường du nhiên kiểm tra một đợt, sau lại bận bịu quay sang lục trong hộp thuốc ra, tiêm cho người kia một mũi. Năm phút sau, thuốc tiêm đã bắt đầu có hiệu quả. Đầu của đường du nhiên đã bớt đau lại một chút, cả người đã tỉnh lại đôi chút rồi nhưng mà nhiệt độ trên người lại không hề hạ xuống chút nào vừa mới tiêm xong điện thoại của đường du nhiên cũng vang lên là bạch tiên nhi gọi tới đường du nhiên cố nén lại cơ thể không khỏe của mình muốn dùng giọng nói tỉnh táo nhất mà nghe điện thoại không nằm ngoài dự đoán điện thoại vừa mới kết nối đã nghe giọng nói tức tưởi của bạch tiên nhi truyền tới đường du nhiên đã chuẩn bị sẵn từ trước thuần thục nói mấy câu với Bạch Tiên Nhi, sau đó cũng đưa điện thoại cho Đỗ Yên Nhiên. Điện thoại vừa cúp, Đỗ Yên Nhiên đã tự giác lui ra khỏi phòng. Cả người đường du nhiên vẫn khô nóng không chịu được. Vào giây phút này, cô chỉ muốn thời Ngọc Thao ôm lấy mình, thậm chí là hôn lấy mình. Thời Ngọc Thao. Tôi khó chịu, rất khó chịu. Anh ôm tôi đi. Trên mặt đường du nhiên phủ đầy màu đỏ ửng khác thường, ánh mắt mê ly lộ ra khát vọng, nhìn chầm chầm vào Thời Ngọc Thao. Thời Ngọc Thao thấy tình trạng khó chịu của Đường Du Nhiên không giảm bớt, lập tức cau mày nhìn Tô Diệt Thanh đứng bên cạnh, sốt ruột hỏi: Tô Diệt Thanh, sao bây giờ cô ấy vẫn còn khó chịu như vậy? Tô Diệt Thanh lại kiểm tra cho Đường Du Nhiên một lần nữa, có chút bất đắc dĩ nói với Thời Ngọc Thao đang nghi ngờ tay nghề của mình, tác dụng của thuốc này thật sự quá mạnh mẽ. Hơn nữa bây giờ đã hoàn toàn tiến vào trong máu hiện tại biện pháp tốt nhất là chính cậu giúp cô ấy giảm bớt đau khổ về phần biện pháp giảm bớt như thế nào thì thời ngọc thao đã là người trưởng thành rồi đương nhiên trong lòng anh biết rõ thời ngọc thao nghe tô diệt thanh nói như vậy cũng biết là không còn cách nào khác đành phải dùng vẻ mặt bình tĩnh nói với tô diệt thanh tôi biết rồi tô diệt thanh gật đầu vô cùng biết điều cầm theo hòm thuốc rồi rời đi Trước khi đi cô ấy vẫn không quên quan tâm khép cửa phòng lại cho hai người thời Ngọc Thao và Đường Du Nhiên. Cửa phòng đã đóng. Không có người ngoài nữa, Đường Du Nhiên cũng không nhịn nổi mà nhẹ giọng rê ỉ, ánh mắt khao khát nhìn chầm chầm thời Ngọc Thao. Cơ thể mảnh khảnh khó chịu cọ tới cọ lui trên giường. Có một điều không thể phủ nhận, Đường Du Nhiên như vậy quả thật là đặc biệt hấp dẫn. Thời Ngọc Thao là một người đàn ông trưởng thành với các công năng về mọi mặt đều rất bình thường, Vốn đang độ tuổi sung mãn, Đường Du Nhiên còn là người anh để ý, Thời Ngọc Thao không nhẫn nhịn được, huống chi anh cũng không muốn Đường Du Nhiên tiếp tục khó chịu như vậy. Anh lập tức cởi thắt lưng, đè Đường Du Nhiên vô cùng quyến rũ trên giường xuống dưới người mình. Anh nâng cầm cô lên rồi hôn thật sâu. Thời Ngọc Thao và Đường Du Nhiên lăn qua lăn lại hết lần này đến lần khác, mãi đến hơn 8 giờ tối mới dừng lại. Thời Ngọc Thao không có một chút mệt mỏi nào ngược lại tinh thần còn tốt hơn một chút. Đường Du Nhiên lại mệt đến mức cả người như mềm thành vũng nước xuân, ngay cả sức để nâng tay lên cũng không có. Thời Ngọc Thao ôm Đường Du Nhiên đến phòng tắm tắm rửa sạch sẽ, sau đó cầm khăn tắm bọc lại và đi ra ngoài. Khi Thời Ngọc Thao vừa đặt Đường Du Nhiên lên chiếc giường lớn, trong căn phòng yên ắng nhất thời vang lên tiếng dạ dày kêu ùn ục của Đường Du Nhiên. Trên mặt Đường Du Nhiên vẫn còn tầng phấn hồng khi tỷ u vừa mới biến mất có chút ngượng ngùng nhìn thời Ngọc Thao, ho khan hai tiếng. Đường Du Nhiên chưa kịp ăn cơm chiều, giữa trưa chỉ ăn một chút đồ ở phòng ăn công ty, vừa nãy lại tiêu hao không ít thể lực, lúc này đã đói đến mức ngực dán vào lưng. Thời Ngọc Thao nhìn dáng vẻ ngượng ngùng mất tự nhiên của đường Du Nhiên lại không nhịn được lộ ra một chút tươi cười trên môi. Anh nhìn đôi môi đỏ mọng hấp dẫn lóe ánh nước của đường Du Nhiên, có chút khó nhịn, thời Ngọc Thao lại cúi đầu đến gần, liên tục hôn lên đôi môi đỏ thắm của đường du nhiên. Sau đó mới nhìn đường du nhiên, giọng nói trầm thấp mang theo ý cười chậm rãi vang lên, đói bụng rồi. Đợi chút, tôi xuống lầu bảo dì Linh làm cho em chút đồ ăn. Thời Ngọc Thao nói xong thì đi ngay ra khỏi phòng, còn chưa đến 10 phút sau, thời Ngọc Thao đã trở lại. Trong tay còn bưng một cái bát. Thời Ngọc Thao ngồi xuống bên cạnh giường, cầm thì múc một miếng hoành thánh trắng trẻo mập mạp còn đang tỏa hơi nóng vẫn không quên thổi nguội rồi mới đưa tới bên môi đường du nhiên là hoành thánh nhân cá thu rất tươi dì linh vừa mới gói hôm nay em ăn thử xem hương vị thế nào đường du nhiên nhìn hoành thánh đưa đến bên miệng mình thì có chút ngượng ngùng không há miệng xấu hổ đưa tay muốn cầm thìa nói với thời ngọc thao tôi không sao có thể tự ăn được thời ngọc thao cũng không miễn cưỡng đưa thìa cho đường du nhiên đường du nhiên ăn hai cái hoành thánh da mỏng ăn vào miệng cực kỳ trơn mềm bên trong đầy ấp nhân thịt cá thu tươi ngon đàn hồi hương vị còn ngon hơn so với mà lúc trước đường du nhiên ăn được ở nhà hàng năm sao đường du nhiên ăn liên tục ba cái lúc này mới chợt nhận ra ánh mắt của thời ngọc thao vẫn luôn dừng lại trên người mình đường du nhiên nhìn thời ngọc thao đoán rằng thời ngọc thao cũng chưa kịp ăn cơm chiều nên có chút ngại ngùng khi ăn một mình theo bản năng dùng thì múc một miếng hoành thánh rồi nói với thời ngọc thao hoành thánh rất ngon, anh có muốn nếm thử hương vị không? Thời Ngọc Thao nhìn động tác tự nhiên này của đường du nhiên, nhếch khóe môi lên với tâm trạng vui vẻ, Giây tiếp theo, thời Ngọc Thao đột ngột cuối người tiến tới, ăn trọn miếng hoành thánh trong thìa của đường du nhiên. Ừ, hương vị thật ngon. Thời Ngọc Thao ăn xong, ánh mắt chăm chú nhìn đường du nhiên, nụ cười trên mặt lại tươi hơn chút. Bị thời Ngọc Thao nhìn chầm chầm như vậy, cả người đường du nhiên đều cứng đờ mất tự nhiên, cuốn quyết dời tầm mắt đi. Nhịn không được lại nhìn qua chiếc thì mình cầm trên tay, màu ửng hồng trên mặt lại đậm màu hơn một chút. a à, cái thì cô này đã dùng qua, khi nãy môi thời ngọc thao hình như cũng chạm vào, trong đầu đường du nhiên không nhịn được mà hiện lên mấy chữ nụ hôn gián tiếp. Trái tim trong lòng ngực không khống chế được, bắt đầu tăng tốc đập bình bịch. Đang miên mang suy nghĩ, trong nháy mắt sau đó, cái cầm xinh xắn của đường du nhiên bị ngón tay to nắm lấy, khuôn mặt nhỏ nhắn của đường du nhiên bị buộc phải nâng lên khuôn mặt anh tuấn đẹp đẽ của thời ngọc thao thoáng chốc đã phóng đại trước mắt đường du nhiên khoảng cách giữa hai người thật sự là quá mức gần gũi đường du nhiên có thể cảm nhận rõ ràng hơi thở mang theo nhiệt độ cực nóng của thời ngọc thao đang phả lên mặt của mình đường du nhiên sững sờ có chút lúng túng ngơ ngác nhìn thời ngọc thao bên tai chỉ vang lên tiếng tim đập bình bịch như nổi trống của bản thân đang thất thần giọng nói trầm ấm dễ nghe của thời Ngọc Thao lại vang lên bên tai, đang suy nghĩ gì đấy. Mê mẩn như vậy. Giọng nói của thời Ngọc Thao cuối cùng cũng kéo lại dòng suy nghĩ của đường Du Nhiên. Đường Du Nhiên đỏ mặt nhìn thời Ngọc Thao, lắp bắp nói lãng sang chuyện khác, chuyện đó anh. Nếu anh đói bụng thì đi nấu một chén hoành thánh ăn là được. Thời Ngọc Thao nghe thấy lời của đường Du Nhiên, bên môi lại không nhịn được mà cười tươi hơn một chút, nở một nụ cười tà tứ, nhéo cầm đường du nhiên nói, tôi không đói bụng, vừa nãy ăn em đã no rồi. Em ăn nhanh một chút đi, không đủ thì nói với tôi, tôi lại bảo dì Linh nấu giúp em. Đường du nhiên nghe thấy mấy lời mập mờ của thời Ngọc Thao, trong đầu vô tình hiện ra một vài hình ảnh ngượng ngùng xấu hổ mà cô và thời Ngọc Thao đã làm khi nãy, đường du nhiên chỉ cảm thấy hai má nóng rực, cuốn quyết dời tầm mắt đi. Vội vàng vùi đầu ăn hoành thánh. Ăn xong một chén hoành thánh nóng hôi hổi, toàn thân của đường du nhiên cuối cùng cũng khôi phục được một ít thể lực. Cô nhìn thời gian, đã sắp đến 9 giờ tối. Đường du nhiên nhìn về phía thời Ngọc Thao, nói, thời Ngọc Thao, tôi cần phải quay về. Thời Ngọc Thao vừa nghe thấy đường du nhiên nói muốn rời đi thì hàng mày không nhịn được mà vô thức nhíu chặt lại, cũng đã trễ thế này rồi, tối nay em ở lại đây là được. Không được, hôm nay mới xảy ra chuyện như vậy, nếu tôi không quay về thì trong lòng khâu thiếu trạch chắc chắn sẽ sinh nghi. Tôi vẫn nên trở về thôi. Thời Ngọc Thao thấy đường du nhiên kiên quyết như vậy nên cũng không tiện nói gì thêm. Quần áo của đường du nhiên trước đó đã bị giám đốc lý xé thành từng mảnh nhỏ. Rõ ràng là không thể mặc được nữa. Thời Ngọc Thao bèn bảo Đỗ Yên Nhiên ra bên ngoài mua về cho đường du nhiên một bộ quần áo mới. Hiệu suất làm việc của Đỗ Yên Nhiên cực kỳ cao. 15 phút sau đã mang về đây một bộ quần áo mới. Sau khi đường du nhiên thay đồ xong... Thời Ngọc Thao lại cầm lấy chìa khóa xe rồi đi theo đường Du Nhiên ra khỏi biệt thự. Đường Du Nhiên thấy Thời Ngọc Thao đi theo đằng sau mình đành phải dừng bước lại, "Thời Ngọc Thao. Anh quay về đi, không cần anh tiễn đâu, để tôi tự gọi taxi về là được rồi." Cô cũng không muốn để Khâu Thiếu Trạch thấy Thời Ngọc Thao đưa cô về. Thời Ngọc Thao đứng lại tại chỗ, ánh mắt nhìn Đường Du Nhiên có chút nặng nề, đã trễ thế này rồi, gọi taxi về không an toàn. "Không sao đâu." dù sao cũng không xa giọng điệu của đường du nhiên rất kiên quyết đường du nhiên nhất định không chịu lên xe thời ngọc thao cũng không có cách nào với đường du nhiên đưa tay xoa bóp mi tâm lần đầu tiên thời ngọc thao thấy thất bại như vậy trước mặt một người phụ nữ không thể làm gì hơn thời ngọc thao đành phải nhìn đường du nhiên nói được rồi tôi không tiễn em tôi để đổ yên nhiên đưa em về được chứ đã trễ lắm rồi em về một mình làm tôi rất lo lắng đây đã là sự nhượng bộ lớn nhất của thời ngọc thao đường du nhiên cũng biết là thời ngọc thao vì muốn tốt cho mình đành phải gật đầu với thời ngọc thao thời ngọc thao lập tức gọi điện thoại cho đỗ yên nhiên không bao lâu sau đỗ yên nhiên đã lái một chiếc xe từ trong gara và chậm rãi dừng lại bên cạnh đường du nhiên thời ngọc thao chủ động đi qua giúp đường du nhiên mở cửa xe bên ghế phó lái nói với cô được rồi nhanh lên đi về nhà thì gọi điện cho tôi Đường Du Nhiên gật đầu với Thời Ngọc Thao, nhịn không được lại nhìn anh rồi nói, Thời Ngọc Thao, chuyện hôm nay cảm ơn anh, cảm ơn anh đã đến đúng lúc và cứu tôi, bằng không tôi thật sự không biết mình nên làm cái gì. Thời Ngọc Thao nghe thấy lời này của Đường Du Nhiên, sắc mặt hơi trầm xuống cuối cùng cũng trời quang mây tạnh, không nhịn được mà đưa tay, có chút cưng chiều khẽ xoa lên mái tóc mềm mại của Đường Du Nhiên, em cũng không cần nói lời cảm ơn với tôi, em yên tâm, về sau tôi sẽ không để cho chuyện như ngày hôm nay xảy ra nữa đường du nhiên không dám đối diện với ánh mắt nóng bỏng của thời ngọc thao vội vàng tìm một cái cớ rồi xoay người lên xe một đường thuận lợi đi đến biệt thự của nhà họ đường đường du nhiên xuống xe và nói tiếng cảm ơn với đỗ yên nhiên vừa quay người lại đã thấy khâu thiếu trạch đang đứng ở cửa biệt thự không biết đã đứng đợi bao lâu đường du nhiên đối diện với ánh mắt của khâu thiếu trạch đáy lòng khẽ thở ra một hơi nhẹ nhõm, may mắn là cô kiên trì không để cho thời Ngọc Thao đưa cô về. Đường Du Nhiên cất bước đi đến trước mặt Khâu Thiếu Trạch, Khâu Thiếu Trạch nhìn đường Du Nhiên, mở lời nói trước, Du Nhiên, người vừa mới đưa em về là ai? À, là chị Đỗ, đúng lúc cô ấy vừa lái xe ra, thấy đã trễ thế này nên thuận tiện đưa em về luôn. Khâu Thiếu Trạch nghe đường Du Nhiên trả lời, ánh mắt vô thức nhìn qua chiếc xe đang quay đầu kia chiếc xe kia khâu thiếu trạch biết là một chiếc xe đứng tên thời ngọc thao nhưng không thường lái nhưng khi khâu thiếu trạch nhìn lướt qua thì vừa vặn nhìn thấy người ngồi ở ghế lái thấy quả thật là đổ yên nhiên thì một chút nghi ngờ còn sót lại trong lòng khâu thiếu trạch cũng bị bỏ qua trên mặt anh ta cuối cùng cũng có chút ý cười nhìn đường du nhiên nói hôm nay ra ngoài với cô đổ thế nào tạm ổn con người chị đổ rất tốt đường du nhiên trả lời vài câu lấy lệ Khâu Thiếu Trạch không nghe ra sự qua loa trong lời của Đường Du Nhiên nói với cô, Du Nhiên, cậu thời hình như rất để ý đến cô Đỗ kia, lần trước còn cố tình dẫn cô ấy cùng ra ngoài chơi, em tạo quan hệ với cô Đỗ cũng tốt, về sau nếu không có chuyện gì thì em có thể thỉnh thoảng hẹn cô Đỗ cùng đi chơi. Đường Du Nhiên vừa nghe thì lập tức lạnh lùng cười, Khâu Thiếu Trạch thật đúng là cái gì có thể lợi dụng thì đều muốn lợi dụng, bây giờ còn muốn trong nông quan hệ xã giao với người khác của cô sao? mặt thật đúng là đủ lớn cố nén sự tức giận trong lòng đừng du nhiên nhìn vết thương xanh tím rõ ràng là do bị đánh trên mặt khâu thiếu trạch tâm trạng nhất thời trở nên tốt đẹp hơn vết thương này trên mặt khâu thiếu trạch đoán chừng là do giám đốc lý kia đánh giám đốc lý kia nghẹn một bụng lửa giận ở trước mặt thời ngọc thao khẳng định là muốn trút giận chắc là hai người khâu thiếu trạch và bạch tiên nhi lại trở thành đối tượng trút giận của giám đốc lý đừng du nhiên chỉ vào vết thương của khâu thiếu trạch cố tình đâm vào chỗ đau của khâu thiếu trạch nói khâu thiếu trạch vết thương trên mặt anh là chuyện gì vậy hôm nay anh đánh nhau với người ta à quả nhiên đường du nhiên vừa nhắc đến cả người khâu thiếu trạch ngay lập tức cứng đờ ra sắc mặt nhất thời có chút mất tự nhiên hẳn xấu hổ nở nụ cười với đường du nhiên không có việc gì không đánh nhau với ai cả là tự anh không cẩn thận nên đụng vào thôi đường du nhiên cười khẩy trong lòng người đã bao tuổi rồi mà còn đụng vào được trong lại còn khá nghiêm trọng. Khâu Thiếu Trạch có hơi ngượng, theo bản năng dời đề tài đi, nhìn Đường Du Nhiên nói, "Du Nhiên, trước tiên vào nhà đã, ban đêm bên ngoài gió vẫn còn lớn, em mặc váy nên đừng để bị cảm." Đường Du Nhiên gật đầu, cùng Khâu Thiếu Trạch đi vào nhà. Đường Du Nhiên đổi dép lê rồi đi vào trong phòng khách, bất ngờ khi không thấy bóng dáng của Bạch Tiên Nhi. Trước kia lúc này Bạch Tiên Nhi đã sớm ngồi trên sofa trong phòng khách, hôm nay vẫn là lần đầu tiên không thấy Bạch Tiên Nhi ở đây. Đường Du Nhiên quay đầu lại, quét mắt nhìn qua kệ giày, quả nhiên nhìn thấy dép lê của Bạch Tiên Nhi vẫn còn đặt trên kệ giày. Đường Du Nhiên mặt không đổi sắc khẽ cau mày, nhìn khâu thiếu trạch đứng bên cạnh và nói, Tiên Nhi đâu? Sao lại không thấy Tiên Nhi ở đây? Cô ấy vẫn chưa về nhà sao? Khâu thiếu trạch vừa nghe thấy đường Du Nhiên nhắc đến tên của Bạch Tiên Nhi sắc mặt bất chợt trở nên âm trầm hơn, giọng điệu cũng miễn cưỡng, nói, không biết, mặc kệ cô ta, một người lớn như vậy còn không đến mức lạc đường đâu. Khâu thiếu trạch vừa lạnh lùng nói dứt lời, trong phòng khách yên ắng lập tức vang lên một tiếng răng rắc khi cửa lớn bị đẩy ra. Đường du nhiên theo tiếng động nhìn qua, thấy bạch tiên nhi mặt mày trắng bệt mở cửa ra, đang đứng cứng đờ ở ngoài cửa, cắn chặt môi, đôi mắt nhìn khâu thiếu trạch rồi chậm rãi đỏ lên chắc là vừa nghe thấy mấy lời không chút tình cảm nào của khâu thiếu trạch vừa nãy, bạch tiên nhi vô cùng chật vật, quần áo trên người bám đầy vết bẩn, trông như ngã trên mặt đất làm dơ, còn cầm một cây gậy dễ gây chú ý, một chân mang giày cao gót còn một chân khác lại trống trơn, nhìn có chút sưng phù, bên trên còn cuốn một lớp băng gạch trắng thật dày. đường du nhiên nhìn dáng vẻ điềm đạm đáng yêu này của bạch tiên nhi, trong lòng thoáng cái đã vui hẳn lên. bạch tiên nhi cô như vậy cũng là kẻ ác gặp quả báo tất cả những điều này đều là đáng đời cô trong đầu đường du nhiên lại hiện ra cảnh tượng hôm nay ở trong quán rượu của quân di cô bị cái tên giám đốc lý ghê tởm kia đè dưới thân mười ngón tay buông bên người không nhịn được mà siết chặt lại thành nắm tay